Trở lại bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Dự Quyên và Hoàng My xin được chào anh Khanh, thưa anh Khanh. Dạ vâng, và từ Washington một lần nữa, tôi là Nguyễn Văn Khanh, xin gửi lời chào đến hai bạn Diệu Quyên và Hoàng My, và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Câu chuyện mà tôi sắp kể ngày hôm nay cũng vẫn liên quan đến những câu chuyện nhỏ mà tôi ghi nhận được trong cuộc đời của tôi liên quan đến cái ngày ký Hiệp định Paris là ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Đã 50 năm trôi qua rồi, có nhiều chuyện còn nhớ và cũng có nhiều chuyện cũng đã quên. Những chuyện nào còn nhớ thì xin phép được kể lại cùng với lại quý vị khán thính giả. Một trong những cái câu chuyện mà người ta hay thắc mắc là lúc đó là ông Thiệu có một cái lá thư mang chữ ký của ông Richard Nixon, và ông Richard Nixon trong đó nội dung ông bảo rằng là ông ký đi, quý vị ký đi, đừng lo, có gì thì là tôi hứa là tôi sẽ thế này, sẽ thế kia, tức là tôi hứa tôi sẽ giúp để giúp cho quý vị để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Tôi sau đó khi mà sang Hoa Kỳ thì người ta mới biết rằng là ở nước Mỹ không phải là như vậy. Ở nước Mỹ không phải là tổng thống muốn làm gì thì làm, mà tổng thống nên cần phải được sự yêu cầu của Quốc hội. Tôi còn nhớ là một trong những người phụ tá của ông George W. Bush bảo với tôi rằng là tổng thống Mỹ không có tiền, tổng thống Mỹ cần một xu cũng phải xin Quốc hội, chứ tổng thống không có Mỹ không có đồng nào cả. Và thành ra như vậy thì người ta thắc mắc liệu lúc đó là miền Nam Việt Nam có biết như vậy hay không. Tôi đem câu hỏi này hỏi ông Hoàng Đức Nhã, là người một trong những người coi như là thân tín nhất với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Câu trả lời ông Nhã bảo với tôi rằng là biết chứ, nhưng mà làm sao bây giờ, lúc đó mình không tin vào tổng thống, tin vào ông Nixon thì mình tin vào ai. Ông Nhã kể cho tôi nghe là những có lúc thì họ vuốt ve mình, có lúc thì họ ép buộc mình, và đã từng có lúc họ đã từng giận dữ, họ bảo rằng là mấy ông không ký thì tôi cũng ký, sống chết thì cái chuyện mấy ông phải lo. Thế ra cuối cùng thì mình chỉ còn cái đó là cái vớt vát, và hy vọng là mình sẽ có ông Nixon, ông sẽ hứa những cái gì mà ông đã làm. Và lúc đó nước Việt Nam Cộng Hòa cũng biết rằng là ông Nixon không có toàn quyền, quyền là nằm một phần ở Quốc hội. Lúc đó thì sau đó thì trong thời gian mà sang bên Mỹ để đi học thì chúng tôi đã học về cuộc chiến Việt Nam, thầy giáo Mỹ dạy, và khi mà thầy nói với chúng tôi về những cái chuyện, về những cái giải, về những câu chuyện liên quan đến cái cuộc hòa đàm, rồi là tôi gặp những người đã có liên quan đến trực tiếp đến cuộc hòa đàm, thì tôi mới thấy rằng là đó không phải là một chuyện dễ dàng. Làm điều đó sau này thì một lần ông Nguyễn Văn Thiệu đã bảo với tôi rằng là ông mong rằng là sau này lịch sử sẽ nói rằng là miền Nam Việt Nam đã làm mức mà có thể làm, nhưng mà cuối cùng thì cũng không xong. Tôi cũng thấy là cái câu chuyện khi mà nghĩ lại đến đó thì là tôi nhớ đến hai chuyện. Tôi nhớ đến là cái câu chuyện của cuối năm 1980, cuối thập niên 1980 hoặc là đầu thập niên 1990, thì tôi gặp cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Trần Văn Lắm. Ông Lắm là người có liên quan đến cái vụ hòa đàm Paris và cái ký kết của hòa đàm Paris. Lúc đó bác Lắm ở bên Úc sang, và sau khi mà lúc mà ngồi nói chuyện, bác dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn. Và khi mà trong lúc nói chuyện thì bác kể rằng là tôi hỏi bác là tại sao bác không đi Mỹ. Bác nói rằng là tôi buồn lắm, là tôi không nghĩ đến cái chuyện đi Mỹ, và tôi quyết định là tôi đi Úc để mà định cư. Và bác cũng kể rằng là đây là lần đầu tiên mà bác đến Mỹ sau chuyện Hiệp định Paris, đây là lần đầu tiên bác đến Mỹ. Bởi vì theo lời của bác, người ta ăn ở không có chung thủy. Và bác nói với tôi rằng là làm con người thì ăn ở phải có nhân, có đức, thì như vậy mới là con người. Đó là bác Lắm nói với tôi, bác Trần Văn Lắm nói với tôi về cái câu chuyện của chiến trường nước Mỹ. Tôi cũng còn nhớ là trong một cái cuộc hội thảo được thực hiện ở tại Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, thì Đại tướng Westmoreland có nói một câu, ông nói rất là hay. Ông bảo là cuộc chiến này chúng ta đã hy sinh 58.000 binh sĩ ở mặt trận, nhưng mà cuộc chiến này thắng bại không được quyền quyết định ở chiến trường Việt Nam, mà quyết định ở ngay Washington DC, ở chính trường của nước Mỹ. Thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cuộc chiến mà không được phép chiến thắng thì như vậy là chúng ta chắc chắn là chúng ta thua. Chúng ta không may là những người bị
đẩy vào cái hoàn cảnh như thế. Ngày hôm nay tôi kể lại câu chuyện này bởi vì tôi cũng nhớ đến một nhà tranh đấu người Nicaragua mà tôi được gặp ở thời của ông Ronald Reagan. Tôi hỏi là khi mà làm việc với người Mỹ thì ông học được cái bài học thế nào? Ông ta nhìn tôi và ông ta khẽ lắc đầu. Ông bảo rằng là cái bài học lớn nhất mà tôi học được từ người Mỹ là người Mỹ uống cà phê không bỏ đường. Tôi xin phép được nhắc lại, bài học lớn nhất học được từ người Mỹ là người Mỹ uống cà phê không có bỏ đường. Và đó là cái câu chuyện mà tôi xin gửi đến quý vị khán thính giả để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại studio với hai bạn Diệu Quyên và Hoàng My. Dạ vâng, xin cảm ơn anh đã chia sẻ về cảm tưởng của anh trong những ngày liên quan tới Hiệp định Paris. Trở lại với phần tin ngày hôm nay, thưa anh, một trong những ý kiến cho Đảng Cộng Hòa đưa ra và đang được chú ý đến đó là hủy bỏ thuế lợi tức và thay thế bằng thuế tiêu dùng. Vậy thì anh Khanh có thể trình bày chi tiết hơn về ý kiến này được không, thưa anh Khanh? Chuyện nó rất đơn giản, thưa với chị Diệu Quyên, nó đơn giản là như thế này. Tức là chẳng hạn như bây giờ chị đang làm 1.000 đồng một tháng thì là chúng ta bị trừ thuế hết hết 400 này, khá vậy chị mang về 600 đô la, đó là cái thuế lợi tức. Thì trong thuế lợi tức của liên bang thì là cái phần lớn, rồi sau đó một phần nhỏ là của tiểu bang, vân 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 vân. Bây giờ là cái dự luật mà Đảng Cộng Hòa đang nói đến và họ đang mà họ sẽ đưa ra để mà thảo luận và bỏ phiếu. Thì là thưa với chị và thưa với lại quý vị khán thính giả, chị làm được 1.000 là chị lãnh hẳn 1.000, tức là sau đó là cuối tháng chị mang đủ 1.000 về. Nhưng mà sau đó chị đi đâu thì chị tiêu dùng, chị mua xăng, mua mua cà phê buổi sáng hoặc là mua đồ ăn trưa, vân vân và vân vân, thì là 23%, tức là lúc nào là chị cũng phải bỏ ra 23%. Chẳng hạn như lúc đó là chị mua một món quà chỉ giá 100 đồng thì sẽ phải trả 23 đô la. Đó là cái dự luật mà người ta đang, người Đảng Cộng Hòa đang nói đến. Cũng phải xin phép được thưa như thế này, cái chuyện này thì Đảng Cộng Hòa nói từ lâu rồi, nhưng mà tôi nhớ không lầm từ năm 1995. Lúc đó là tôi còn đi làm, còn làm việc, còn thỉnh thoảng chạy vào Quốc hội thì là cũng đã được nghe nói rồi, nhưng mà họ không được sự ủng hộ nhiều lắm. Bây giờ thì ít nhất là có tới, nếu mà tôi hiểu nhớ không lầm thì là người mà viết cái dự luật này là ông Bernie Carter, và ông có được khoảng chừng 40 vị dân biểu cùng đảng họ ủng hộ, và ông được ông chủ tịch của đảng, ông chủ tịch của Hạ viện, tức là ông Kevin McCarthy. Ông Kevin Kathy hứa rằng là sẽ đưa vấn đề này ra để tranh cãi, thảo luận và bỏ phiếu. Thành ra nói tóm lại là họ đi được một bước rất là xa. Nên nhớ đã từng tính đến, từng nghĩ đến từ hồi năm 95 mà cho đến bây giờ họ mới có thể làm được. Tức là kéo ra một thời gian rất là dài, khoảng 30 năm trời thì họ mới đạt được cái ước nguyện của họ. Nhưng mà chưa rõ là nó sẽ như thế nào, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh Khang. Thưa chú, thì tại sao mà Đảng Cộng Hòa lại có một cái ý kiến lạ như vậy ạ? Cái ý kiến lạ đúng, nếu mà chỉ dùng cái chữ lạ thì rất là cũng không sai. Tôi thì tôi cứ bảo là cái ý kiến này hơi ngộ tức là ý kiến này nó có vẻ ngộ nghĩnh, nhưng mà họ bảo là không. Nên nhớ cái việc đầu tiên họ bảo rằng là chúng ta đang phải trả những khoản tiền rất lớn cho Sở Thuế vụ Liên bang Hoa Kỳ, tức là IRS. Họ không thích như vậy, họ bảo rằng là cái Sở Thuế vụ đó là làm ăn không, là làm thì ít mà gây khó khăn cho người dân thì nhiều. Thật ra họ muốn bãi bỏ cái sở thuế vụ. Bãi bỏ sở thuế vụ thì chỉ còn một cách duy nhất: đưa tiền hết cho quý vị và quý vị tiêu. Quý vị phải trả 23% tiền tiền thuế. Mua xăng cũng 23%, mua ly coca cũng 23%, mua miếng thịt về nhà để mà kho kho tàu, mua hộp trứng cũng là 23%, lúc nào cũng 23% vậy. Nhưng mà cũng phải xin phép được thưa thêm một cái điều quan trọng là như thế này. Họ bảo 23% thì là đủ. Nhưng mà tôi nhớ là hồi đó là ở bên Viện Nghiên cứu Brookings, họ có làm một cái cuộc nghiên cứu và sau đó là có một cái cuộc hội thảo. Trong cái cuộc hội thảo họ bảo rồi là 23% không có đủ đâu. Họ tính là ít nhất là phải 30%. Tức là sao? Họ bảo hiện tại bây giờ, xin đơn cử một ví dụ là mỗi một năm chúng ta thâu được 1.000 tỷ đô la tiền thuế. Và bây giờ muốn cái số tiền đó, muốn được 1.000 tỷ đô la tiền thuế thì không phải là 23% mà phải lên tới 30%. Thành ra là tôi không rõ là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào, nhưng mà chỉ để ý xem 30% là cái số tiền rất là khổng lồ. Chị thử tưởng tượng là mỗi một lần chị đi ra chợ,
chỉ mua chỉ phải trả thêm 30 đồng tiền cho tiền thuế. Và như vậy thì tôi thấy đó là cái khoản tiền rất là khổng lồ. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ nhì, cái ngộ nghĩnh là như thế này. Có lẽ là chị Hoàng My và chị Diệu Quyên cũng như quý vị khán thính giả của SVTN đều biết, chúng ta có cái mức thuế. Cái mức thuế là từ 10% mà lên đến cao nhất. Cái cao nhất của chúng ta là lên tới 37%. Nếu mà chẳng hạn như là những người nào mà làm việc mà sống bằng paycheck, là sống bằng paycheck by paycheck, tức là làm được 1.000 thì tiêu hết 1.000, làm được 900 thì tiêu hết 900, thì những người đó là những người bị thiệt hại. Và những người đó không bị thiệt hại bởi vì là số tiền mình lãnh về rồi mình phải trả thuế 30%, 23%. Nhưng mà những người giàu thì họ lại an tâm. Tôi lấy một thí dụ, chẳng hạn như chị Diệu Quyên làm 1 triệu đô la một năm, thì đáng ra là chị phải bị trừ 37% tiền thuế, phải không nào? Bây giờ là chị không phải trừ 37%, chị có đủ cả 1 triệu đô la. Nhưng mà chị chỉ tiêu có 100 ngàn, thì chị trả có 30% cho 100 ngàn. Còn cái phần còn lại, miễn thuế. Thành ra là cái đó là cái điểm mà tôi thấy nó ngộ ở cái chỗ đó. Khi mà mấy ông ấy soạn thảo, tôi nghĩ rằng là có lẽ mấy ông không tính được cái điểm đó. Thưa với lại chị Hoàng My. Vậy thì thưa anh Khanh, ý kiến này có được ủng hộ của đảng Dân Chủ không thưa anh, và tại sao thưa anh? Tôi nghĩ rằng là ý kiến này, trước hết là ông Biden ông lên tiếng bảo là không. Nếu mà thông qua cả Thượng viện và Hạ viện thì ông cũng lắc đầu. Và phía bên Tòa Bạch Ốc thì họ cũng đã bắn tiếng cho biết là như cái lời tôi giải thích. Họ bảo là cái này là không công bằng. Nên nhớ rằng là những người nghèo, những người người ta chỉ lãnh lương có 25 ngàn một năm. Nó khác với những cái mức thuế của họ là khác với những người 250 ngàn một năm. Và cái mức thuế của người 250 ngàn một năm khác hẳn với mức thuế của những người lãnh 1 triệu đô la một năm. Thành ra là bởi như vậy họ nói là nếu mà đồng đều như thế thì là cái điểm là không hay. Như là lúc nãy tôi mới thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Nếu mà chúng ta làm lương mà tháng 3 ngàn phải tiêu hết cả 3 ngàn thì thưa là chúng trong đó tiền thuế đóng tới 30%. Nhưng mà nếu mà người làm cả triệu họ tiêu có 100 ngàn một năm thì làm sao? Câu trả lời là họ có 900 ngàn họ để dành, mà 900 ngàn nó không phải đóng thuế. Thật ra cái điều đó là cái điểm sai. Tôi dự đoán là cái dự luật này có thể sẽ thông qua ở Hạ viện trong một ngày gần đây, nhưng mà lên đến Thượng viện thì có lẽ là Thượng viện sẽ không cứu xét. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, cảm ơn Khanh. Em cũng thấy nó không gọi là make sense cho lắm. Hy vọng rằng cái dự luật này có cái sự thay đổi sau này. Thưa anh Khanh, cảm ơn anh đã gửi đến quý vị những cái ý kiến của anh trong bản tin của ngày hôm nay. Xin cảm ơn chú Nguyễn Văn Khanh rất là nhiều. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình bản tin tối của đài truyền hình SBTN cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Xin kính chào quý vị.